chào mọi người, mình tên là Cathy Nguyễn, tên ở nhà là Bé Thảo. Cathy đang sống và làm việc tại thành phố Woodbridge của tỉnh bang Ontario, Canada. Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, Cathy rất ít nói và cũng không có sử dụng tiếng Việt để giao tiếp mỗi ngày, nên trong lúc làm video, có thể Cathy sẽ không suy nghĩ ra cái từ tiếng Việt để cần nói kịp thời, nên phải dùng tiếng Anh. Khi nào để video lên YouTube, Cathy sẽ để tiếng Việt ở phần ghi chú. Mong mọi người thông cảm, rồi từ từ Cathy sẽ làm tốt hơn. Trong kênh YouTube của mình, Cathy sẽ nói về cuộc sống hàng ngày, những chỗ đi chơi đẹp, chỗ bán đồ ăn ngon, chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc tại Canada. Nếu mọi người có yêu cầu thêm về vấn đề gì, Cathy sẽ xem xét lại rồi chia sẻ khi có đầy đủ thông tin. Mong mọi người ủng hộ, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn nhiều lắm! Hello everyone, how are you doing? My name is Cathy Nguyễn and I would like to welcome you to my channel. In this channel, I bring news, stories, reviews, experience of living, working, studying, and so much more. I'm living in Woodbridge, Ontario, Canada, and currently working full-time. Making YouTube is my new hobby. In my real life, I'm a very shy person. After times of reconsiderations, I decided I should make my YouTube channel. First, it will help to build my confidence. Second, I will expose myself to new culture, new ways of thought, new hobbies, and most of all, new friends. Last but not least, it is for my 6-year-old son. He mentioned he will subscribe my channel and watch other video to improve his Vietnamese speaking, which give me so much motivation to make this YouTube channel happen. However, I would like to hear from you too. If you have any feedback or suggestions, please let me know. And don't forget to subscribe to get the latest updates. Thank you. Bye-bye.